Thưa quý vị và các bạn, không người thân, không gia đình, không có lấy một nguồn sống, cụ bà Hồ Thị Xuân ở tổ Đa Minh, phường 5, thành phố Đà Lạt, với trí óc không còn được minh mẫn, cùng những đau bệnh đang ở trong những tháng ngày khó khăn nhất của một người già neo đơn, cô quạnh. Mỗi ngày lẩn thẩn trong cô quạnh, trong những bất hạnh gian nan suốt một đời người, cụ Hồ Thị Xuân lại tìm nơi này để trút bớt những tâm sự trong lòng. Cụ cứ nói một mình, buồn một mình, giận một mình như thế, càng chứng kiến càng thấy thương, càng thấy tội. Những người hàng xóm tốt bụng, đầy thông cảm, hiểu và thương, thỉnh thoảng ghé thăm, nựng nịu, dỗ dành lắm, cụ Xuân mới chịu vào nhà khi trời sắp mưa. Trước kia là trước giải phóng thì bà là làm cho cái vườn trẻ Thanh Ngọc. Đấy, mà hiện nay số 6 huyện Trân Công Chúa này là cái vườn trẻ Thanh Ngọc trước kia giải phóng. Sau giải phóng là xí nghiệp in tỉnh Lâm Đồng đặt tại đây. Sau đó là bà làm cho xí nghiệp in và bà về hưu. Và ở tại đây thì hiện nay là bà không có người thân thích gì, tại vì bà vào đây là bà ở Quảng Nam, bà vào đây từ nhỏ, cho nên là bà hiện nay là các người thân không có hầu hết, nhưng mà mấy năm nay là gần mấy chục năm nay là không thấy có người thân nào mà thăm hỏi bà hết, vì cho bà thì hiện nay là ở một mình khi trên cơ sở đó thì cũng là hiện nay cũng là yếu đó, nên bà tự túc hết toàn bộ chứ không có người thân nào chăm sóc bà hết. Khó khăn là vì một mình, cái hai nữa là bà thì tuy có lương hưu của bà là theo tôi biết là tôi làm lại hồ sơ cho bà là được 1,7 triệu một tháng đó, nhưng mà bà mấy năm nay là bà không nhận là lương hưu, mà tính tình của bà thì cái đặc biệt là khó cho những người khác xung quanh tiếp xúc bà thì bà không chịu nghe, cho nên là cái bà cái tự túc là rồi sau đó thì cứ mỗi người xung quanh đây là bà con lối xóm thấy cô đơn nên tội, thì có cái gì thì cũng chia sẻ cho bà. Cái hai nữa là tổ Đa Minh thì cũng hàng năm đều cũng có Tết nhất và các ngày lễ lớn thì cũng đều có xin hội chữ thập đỏ cho bà một số quà nhỏ nhỏ. Trong một căn phòng của xí nghiệp bản đồ cũ, không một ánh điện, không một chút sinh khí. Những chiếc đèn flash điện thoại của từng thành viên trong đoàn được bật lên để thăm xem cụ Xuân còn thức ăn gì nơi góc bếp đơn sơ, để biết cụ hàng ngày sống như thế nào trong căn phòng tối tăm ấy, dù từng đồ đạc tối giản được sắp xếp rất ngăn nắp gọn gàng. Nhưng đến thăm cụ, được cụ mở cửa cho vào hay không, không phải là điều dễ dàng, bởi những thất thường của tuổi già và cả sự phòng bị tâm lý của một người neo đơn đã thấm trải bao cay đắng của số phận. Nói chung là ở đây với bà cũng 30 mấy năm rồi, thì hoàn cảnh của bà ấy thì là cũng như anh Bí Thư anh nói rồi á, là hoàn cảnh của bà ấy là bây giờ là độc một mình, không có hàng thân thích gì ai. Thì còn hàng xóm ấy thì nói đúng chung là cũng có lúc này lúc nọ, thì nhìn qua nhìn lại, thì giả dụ như một vài ngày không thấy bà ấy thì là cũng phải ngó xem bà ấy như thế nào. Ở có cái vòng tay nhân ái này thì có nghĩa là mọi người biết đến cái hoàn cảnh của bà thì cũng mong là mọi người thương hoàn cảnh cho bà. Chứ thực tế là nếu nói là như anh Bí Thư anh đã nói rồi á, là lương thì bà có, nhưng bà lại không chịu nhận mấy bao nhiêu năm nay rồi, cho nên là tiền thì không còn, mà bây giờ cứ là các nhà tài trợ người ta cho được cái gì thì bà ấy ăn cái đấy thôi, hoặc là xung quanh hàng xóm giúp cái gì thì bà ăn cái đó thôi, chứ còn bà ấy cũng thực tế bây giờ không có tiền nữa. Đó, thì nói chung là cái rất là khó khăn, thì cũng mong là chương trình giúp đỡ cho bà ấy có cuộc sống đỡ hơn. Nơi những sêu phong đã bám, cụ vẫn còn được ở nhờ, còn có nơi nương náu. Những năm tháng với cụ Xuân không còn nhiều nữa. Năm tháng ấy của một người già neo đơn đang leo lét như ngọn đèn trước gió. Năm tháng ấy cần lắm những sẻ chia.